Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, giáo phận Hà Tĩnh cho hay, đây là Đức Giáo Hoàng thứ hai tới thăm Thái Lan sau 35 năm. Lần đầu là Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1984. Một số người hỏi nhau ngậm ngùi tại sao Thái Lan có tỷ lệ người Công giáo ít hơn nhiều so với Việt Nam mà đã hai lần Giáo Hoàng tới. Trong khi Việt Nam có tỷ lệ người Công giáo cao hơn nhiều, Giáo hội Việt Nam hoạt động rất năng động mà Ngài vẫn chưa ghé thăm. Không phải do Giáo Hoàng hay Vatican không muốn, mà vì lý do xã hội chưa cho phép. Ngài nói thêm, để Giáo Hoàng ghé thăm Việt Nam trong tương lai, việc này không phải chỉ do Giáo hội Việt Nam mà còn do về phía nhà nước sẽ làm gì. Giáo hội Việt Nam đã đề nghị được phép mời Giáo Hoàng, nhưng lời mời chính thức phải về phía nhà nước. Cha Nguyễn Đức Thắng, Giáo phận Long Xuyên cho hay, một nữ tu người Thái nói với cha rằng, trừ người Thái Lan nhận nhiệm vụ ra, người Việt Nam tham dự đông hơn cả người Thái. Cha chia sẻ thêm, trong sân vận động quốc gia Thái Lan, nơi diễn ra thánh lễ đại trào do Đức Thánh Cha chủ tế, ngoảnh đi ngoảnh lại, chung quanh toàn là người Việt Nam. Khi được hỏi có chăng hy vọng một chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đến Việt Nam, Tổng Giám mục cho biết. Điều đó có thể có, tôi chắc chắn thì không dám chắc chắn. Bởi vì nhiều khi mình một cái mà mình chưa có biết được chắc chắn 100%, mình nói là chắc chắn thì rủi mai mốt rồi nó không có thì sao. Nhưng mà cái hướng thì tôi thấy nó có hy vọng. Vấn đề Đức Giáo Hoàng đi sang thăm một quốc gia đó, nó không phải là chuyện của giáo hội mà thôi, mà là chuyện của cơ quan công quyền và của chính phủ. Hiện nay thì ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thấy cái điều kiện để mà đón tiếp á, thì cũng hơi khó khăn. Chúng con cứ lấy một cái ví dụ nó rất đơn giản thôi. 21.000 người mà mỗi người cần một lần đi vô nhà vệ sinh gọi là WC hay là toilet á. Chúng con tưởng tượng có cần bao nhiêu cái nhà vệ sinh. Nếu Đức Giáo Hoàng tới Việt Nam thì chúng ta phải ước chừng là tối thiểu có 1 triệu người, mà 1 triệu người đó giải quyết vấn đề đi lại, ăn ở, rồi vấn đề vệ sinh công cộng nó không phải là cái chuyện đơn giản như thế nào. Thế thì vừa qua thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có đệ đơn lên chính phủ để xin được mời Đức Giáo Hoàng Francisco sang thăm Việt Nam. Chúng con đoán xem là nhà nước có cho không? Cho tới bây giờ thì cái trả lời thì tương đối tích cực, nhưng mà cho tới nay thì cái chuyện nó vẫn chưa ngã ngũ. Thì cái kế hoạch của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì đặt một cái giả thuyết, nếu một ngày nào đó chưa biết được và không biết có hay không, thì sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng ở 3 cái địa điểm khác nhau ở ngoài giáo tỉnh miền Bắc. Đối chúng còn biết đón ở đâu? Sở Kiện, tức là tại đây. Nếu Đức Giáo Hoàng sang thăm Việt Nam thì ngoài Bắc sẽ tổ chức đón tiếp Ngài tại Sở Kiện. Rồi tại giáo tỉnh miền Trung, tức là giáo tỉnh Huế, chúng con đoán xem là đón tiếp ở đâu? La Vang. La Vang bây giờ đang còn xây dựng sang tới năm thứ 3 rồi, cho nên hy vọng mấy năm nữa thì cái quảng trường Đền Thánh La Vang sẽ được hoàn tất để mà đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Còn cái địa điểm thứ 3 ở trong miền Nam, chúng con có biết chỗ nào không? Núi Cúi thuộc giáo phận nào? Giáo phận Xuân Lộc ạ. Giáo phận Xuân Lộc. Núi Cúi thì vừa rồi mới làm lễ đặt viên đá đầu tiên. Mà nghe đâu thôi, chắc cũng chưa biết có con số chính xác này, cái kinh phí lớn hơn cả La Vang nữa. Nên chúng ta cầu nguyện Đức Giáo Hoàng sang thăm Việt Nam, nhưng mà cũng không phải sang vì cái đại hội gia đình thế giới cho bằng sang thăm Việt Nam với tính cách là vị cha trung giáo hội công giáo.